Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ ba 15 tháng 3 2016 tại thiền đường Khemarama, thủ phủ tị nạn của người Việt, thành phố Westminster, miền Nam California. Hôm nay trong cái thiền đường này cũng có sư cô Khánh An là của thiền đường Khemarama, sư cô Tịnh Ý, cô Thuấn giúp quay video và có thêm hai người cư sĩ nữa. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay học về danh từ Phật học Anh ngữ, thì chúng ta sẽ nói cái đề tài mà chắc là sẽ hấp dẫn quý vị, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống quý vị, là tại sao hôm nay chúng ta sẽ học về nghiệp, là bởi vì mỗi lần mà chúng ta Phật tử mà đau khổ thì cứ đổ tội cho là vì nghiệp, rồi than vãn, rồi đi cầu xin quan theo Bồ Tát hay là Phật để cho bớt nghiệp, đủ thứ chết để cầu làm sao, rồi cầu mong những cái ước muốn trong tương lai. Thành ra vì hôm nay chúng ta sẽ học, tại vì cái nghiệp là quan trọng vô cùng, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có nói là chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy hết từng cái chi tiết một mà cấu tạo nên cái sự phức tạp của nghiệp. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy nghiệp được định nghĩa là 1, 2, 3, 4, xong rồi sẽ nói đến cái thứ tự ưu tiên của cái hậu quả của nghiệp, như là nặng như thế nào và cận tử nghiệp và thói quen để mà tạo thành và từng tăng theo thói quen, và cái thời gian mà cái hậu quả sẽ xảy ra là ngay lập tức của nghiệp, sau đó vĩnh viễn sau này. Thành ra nó sẽ có những cái đó. Cái phần này thì tôi nghĩ là cũng dễ, bởi vì phần này tôi cũng có học qua, nhưng mà bốn cái phần mới này đó thì hơi mới đối với tôi. Thành ra không biết là sư cô có bao giờ học qua cái này. Tại vì reproductive có nghĩa là cái phần Anh ngữ, họ nói là reproductive có nghĩa là cái nghiệp mà cấu tạo nên là do bởi ngũ uẩn. Thì cái phần tiếng Anh tôi đọc vậy đó, không biết cô có học qua cái đó không, hay là cô kia có học qua cái đó chưa. Cái nghiệp mà tự nhiên dùng chữ reproductive này, tôi đọc cái tiếng Anh quý vị nghe cái phần được giải thích như thế này, là mỗi một cái sự sinh đẻ được tạo điều kiện bởi cái hành động xấu hay tốt của nghiệp trong quá khứ mà hiện diện vào lúc chết. Cái nghiệp này mà để chuẩn bị là một điều kiện cho tương lai, mà sinh ra trong tương lai thì được gọi là reproductive, tức là liên tiếp. Liên tục từ quá khứ. Cái sự chết của một con người chỉ là một cái chấm dứt tạm thời của một cái hiện tượng tạm thời. Tuy là cái sắc tướng hiện tại bị mất đi, một cái thể, cái tướng khác mà không phải giống như hoặc là khác biệt sẽ xảy ra theo cái mà tùy theo cái ý tưởng lúc đó và lúc chết, và cái niệm lúc chết, cái ý tưởng lúc chết. Bởi vì cái lực của nghiệp mà đẩy cái sức sống của một con người vẫn còn. Cái niệm sau cùng mà được gọi là cái niệm sau cùng được gọi là reproductive karma, cái này là cái niệm sau cùng. Chuyển tiếp của kiếp. Chuyển tiếp của kiếp. Cái tâm tử. Tâm tử chuyển tiếp cũng là cái này, gọi là cái ý niệm sau cùng mà được gọi là reproductive này, thì quyết định cái hiện trạng của một người ở trong cái mức sinh kế tiếp, có thể sẽ là xấu hoặc là tốt, cái nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Thì sau sự bình luận đó, thì cái nghiệp này đó, reproductive đó, sẽ sản xuất ra cái uẩn của tâm và uẩn của sắc vào lúc được và được lúc mà bắt đầu có cái thức đầu tiên mà được gọi là patishendi, mà của cái thức mà được tái sanh đó, thì được đạt điều kiện bởi cái nghiệp này reproductive đó. Với cái sự mà thức mà tái sinh thì bắt đầu có cái thân người và có cái sức dục của một con người, nó có tổng cộng có 10 yếu tố. Một con người gồm có gì? Có cái gọi là bốn yếu tố, là extension, cohesion, tức là heat, motion, này nọ. Rồi bốn cái tiếp là gì? Là màu, ngửi, mũi và nếm vị. Bốn cái cộng bốn là tám, được gọi là rupa, tức là sắc. Xong rồi
cái phần thứ kia là cái phần gọi là đó 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 là mấy cái này là vậy đó. Nhà thầy viết cái đó xuống rồi. Tức là cái này đừng có nói rằng là một cái con người mà sinh ra làm nam hay nữ là được bởi cái nghiệp như vậy, chứ nó không phải họ muốn nói là, tức là muốn nói cái nghiệp này là cái nghiệp thức nè, là bởi vì nè, một con người được sinh ra ngoài cái sự cấu tạo của sắc, của tinh trùng người đàn ông và trứng của người đàn bà, thì còn cần phải em có thức, và cái thức, cái nghiệp này là cái mà quyết định thì mới cấu tạo thành một cái thân. Hồi nãy thầy mới repeat có 8 cái, nhờ thầy mới nói lại giùm con thôi. Ok, ta nói lại ha. Có 8 cái của cái thân. Mà cái thân á thì gồm có sắc. Cái đầu tiên là nó họ dùng chữ extension là Pathavi. Extension là cái đầu tiên. Thứ nhì là cohesion. Cohesion là apo của tiếng Pali á. Cái thứ ba là nóng là heat. Thứ tư là motion. Motion là chuyển động á. Gió. Gió đúng rồi. Cái kia là nóng gió. Sân là chiều. Nóng gió. Extension chiều right chiều rộng, tức là đất đó. Đất hả? Cái đầu extension là đất. Extension là đất hả? Đất tức gió lửa. Tức là chiều, đất nước gió lửa. Đấy, bốn cái đầu xịn đó. Đất tức gió lửa ha. Mà họ dùng tiếng Anh là họ không dùng chữ earth. Họ dùng extension. Extension nó định nghĩa nó abstract hơn, nhưng mà nó là chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Đất nước gió lửa họ định nghĩa vậy. Extension nó có nghĩa là vậy. Đúng rồi, tiếp tục thưa thầy. Rồi, nó cứ có lửa đó. 4 cái nữa. Còn 4 cái mà trích ra khác á, của nó gọi là rupa. Tức là rupa là color, là màu. 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 Mùi vị. Màu tức chứ. Là mắt đó. Tức là mắt đó. Màu vị là mùi, màu là mắt. Màu mùi vị là gì nữa? Màu tới thì thứ gì là mùi vị? Là order. Thứ ba là vị, là taste. Thứ bốn là nutritive access. Cái đó là sắc hoặc thực á. Sắc hoặc thực, tiếng kia dịch là sắc hoặc thực. Chứ đó là gì? Thứ bốn là gì? Thứ bốn là nutritive access. Nutritive là nutrition á, access. Access là cái... Bản thực. Sắc bản thực, có cái chữ đó. Là tám thứ này là gọi là rupa. Ok. Tức là gọi là một cái thể sắc mà không thể phân tách hoặc là bổ xẻ nhỏ hơn nữa, indivisible form hoặc là indivisible matter là tám cái thứ này cộng lại đó. Rồi bây giờ cái phần khác là tới phiên cái phần khác thứ ba là gọi là vitality, là thứ vitality và body. Vitality and body. Vitality là sức sống. Sức sống và thân thể ha. Xong rồi bây giờ gọi là cái gì? Tám cái vừa rồi đó cộng với lại một cái, còn một cái gọi là kaya. Kaya là body. Là body phải không? Đúng rồi. Tức là gồm có body với lại một cái thứ gọi là vitality đó. Tám cái cộng với lại vitality là 9, cộng body một cái là 10. Là 10 cái đó. Tức là phải có sắc, tứ đại rồi bốn cái kia. Rồi cộng với cái sức sống, cộng với body. Chắc cái vitality cũng như là sinh khí đó. Sinh khí, life force, life force. Life force. Sinh khí. Sư cô nhớ cái này không? Sư cô không biết, chắc là có một câu, tại một cái trong những cái này gọi là sắc tận căn, tức là thần kinh đó, sắc thần kinh đó. Rồi cái kia là cái gì con không nhớ rõ. Tình sắc căn, phù tình căn. Rồi còn thêm một cái. Tại mình biết là khi mình ngồi thiền đó, mình để mình thấy một cái tâm và những cái sức còn lại của sắc này nè. Thì ngoài cái đất nước gió lửa, màu mùi vị này thì mình có sắc vật thực này. Rồi mình có tận sắc căn, tức là cái sắc thần kinh đó. Rồi con biết cái thứ 10 nữa. Nó gọi là căn có rằng không nhớ về cái này. Nhưng mà cô nhớ về, nhưng mà có tình sắc căn thì có phù trần căn. Phù trần căn, nó khai gia đó là nó là phù trần căn. Phù trần căn nghĩa là gì? Phù trần căn là ví dụ như bây giờ có lỗ tai rồi là trong cái căn tai này á thì nó có cái thức bám vào gọi là nhĩ thức. Chỗ mà nó bám vào đó là cái tịnh sắc căn. Nhưng mà cái phần chung quanh như cái ở ngoài này á gọi là phù trần căn. Nó nằm chung quanh ở ngoài ngoài cái tịnh sắc đó là phù trần. Nhưng mà không biết trong danh từ, tức là ý nó nói là trần tục của phần không, trần là cái thô và cái kia là cái té. Cũng như trong con mắt á, cái tịnh cái nhĩ thức nhĩ
nhị thức á thì nó ở ngay đồng tử, nó ngay cái đồng tử, cái thần kinh mắt á thì nó ở ngay nơi cái đồng tử, mà còn cái chung quanh đó nó hỗ trợ, ví dụ mình đồng đen, mình nói đồng đen đồng trắng gọi là phù sờ. Nhưng mà trong phù có phải là phù thuộc phù là thô, đè phù là thô, còn là trong cái ví dụ pháp thì sao cô không có được học dạ, dạ khoảng dạ được dạ, con nhớ nó có chữ em gì đó hình như nó có tổng cộng là mình chỉ có tới 8 là cái nghiệp thôi. Này reproductive nghiệp này có nghĩa là cái nghiệp mà tạo ra cái sự chuyển tiếp của đời này qua đời khác. Họ có nói họ kêu là tái sinh. Là gọi là kiết sanh thức hả này? Kiết sanh thức. Kiết sanh thức. Kiết sanh thức đúng không? Tái sanh. À, tái sanh. Kiết sanh thức. Kiết sanh thức. Tức là nghiệp này gọi kiết sanh thức. Kiết sanh thức. Kiết sanh thức. Còn nói cái này, họ nói câu này nè. Chấm dứt họ nói câu là cái thức này nó quan trọng là bởi vì là họ kêu là cái sự đau khổ hoặc là hạnh phúc mà một người kinh nghiệm được trong cả cái cuộc đời của một người đó là một kết quả không thể tránh được của cái reproductive nghiệp này. Nó quyết định hết. Dạ, cái này là cái niệm, cái tâm cuối cùng để mà nó đi tái sanh. Đúng rồi, đúng, tâm cuối cùng đó. Tâm cuối cùng để đi tái sanh. Và nó khi mà là có một cái thân, một cái ngũ uẩn mới, có danh và có sắc thì nó lương coi như tái tục vào nơi cái mà nó đi theo đó, cái nghiệp đi theo cả một đời á, hướng tâm về đâu đó, cái niệm cuối cùng này nó mạnh nhất. Đúng vậy, nghĩ đúng về rồi. Cái gì á, nó nghĩ về cái gì đó thì cái niệm cuối cùng mà nó đến đó. Thành ra bên Nguyên Thủy có con bên Nguyên Thủy có hướng dẫn mọi người là nếu mà giả sử có một nhà sư Nguyên Thủy, sư cô bên Nguyên Thủy mà gặp người, họ có tụng những cái kinh để mà cho họ nghe, tại vì giống như bên tôi thấy cái chuyện Đức Phật ngày xưa, những người mà những vị mà tăng sắp chết hoặc là những người cư sĩ sắp chết đó, họ cho những vị tăng tụng những bộ kinh, cái kinh nào á để nhắc đến, nhắc nhở cái hành động thiện của cái người đã thực hiện ở trong cái đời của họ, tự nhiên họ nhớ đến cái hành động thiện của mình thì có thể có người được sanh về cõi trời. Tôi đọc tôi cũng nhớ rõ hình như là vậy. Dạ, đúng không? Như vậy thưa thầy. Nhưng mà đối với các bậc thường thường, các bậc mà có biết tu tập thì Đức Phật nhắc tới là ngũ uẩn thân này không phải là ta, hoặc là mắt không phải là ta, mũi lưỡi thân này không phải là ta. Thì Đức Phật hay nhắc về ngũ uẩn không phải là ta, nhưng mà đối với những các vị thiền nam cư sĩ thì những thần tính thì thường thường là được Phật Thích Ca nhắc nhở là hãy nhớ nghĩ cái việc làm lành nào của mình đó, hãy nhớ nghĩ nhớ tới điều lành đó thưa thầy. Thì khi mà họ nhớ lại cái tâm mà họ đang làm phước, họ quan hỷ một cái buổi lễ nào đó hay là một cái lòng tôn quý kính của họ đối với chư tăng hay đối với Đức Phật hay đối với giáo pháp, đối với chư tăng, cái niệm họ quan hỷ thành kính nào mạnh nhất, nó ấn tượng trong đời của họ thì họ hãy nghĩ nhớ những cái việc làm họ, việc lành họ đã làm thì họ sẽ tái sanh cái cõi lành. Ý của thầy nói cái này là như vậy, được nhắc nhở là như vậy thôi, khi mà họ sắp chết. Tại vì tôi cũng đọc một câu chuyện đăng trên Thư viện Hoa Sen, có kể một kinh nghiệm của một vị nhà sư. Ông ta nói là ông ta học lý thuyết như vậy, và ông ta chứng nghiệm thực là ông ta đi cầu cho một người sắp chết. Xong rồi ông ta cầu mất mấy ngày thấy người đó chuyển biến từ cái cảnh mà từ thấp nhất lên từ từ. Cái đến cùng ông ta cầu được cho cái người cư sĩ đó về cảnh trời. Mà mất mấy ngày trời ông ta phải tụng như vậy đó, kinh với lại đọc cái này đó. Cái thức này tiếng Pali gọi là gì vậy? Thức nào? Cái thức mà đi tái sinh cuối cùng. Yeah. Loại là gì? Tiếng Pali tên là tiếng Anh, tiếng Việt thì mình nói là kiết sanh thức, là cái thức để đi tái sanh. Đúng rồi, tiếng Pali là tiếng Anh. Dạ, nói chung thì mình không có học. Mình nghe nói là cái tâm từ đó. Cái tâm từ. Đây nè, cái sanh thức của cô nè. Đây nè, có sanh từ nè. Cái sanh thức của cô. Có, cô thấy đúng rồi nè. Nó viết là Pati Sandhi Rebirth Consciousness. Hả? Tức là kiết sanh thức đó. Tiếng Pali, cái phần là Pati Sandhi biết sao? Pati Sandhi biết sao? Tự nhiên hôm nay kiếm được đề tài của cô. Thầy lúc nào hay ấy mà. Hả? Thầy lúc nào hay ấy. Phải mới, tại vì người em đề nghị kêu là phải học cái gì mới. Có ảnh hưởng đến quần chúng ngay tại chỗ họ thấy. Có thể lấy cái bút màu sậm mà thầy bây giờ nó nhạt rồi. Sen. Phải mua cái bút khác. Phải mua bút cho thầy. Đi.
tức là cái nhà phi phi phở đó, xong rồi e, xong rồi t, ok partisandi, partisandi rib, họ dùng cái từ đúng như cô nói là kiết sanh thức á, partisandi việt nhà là rebirth consciousness, tức là kiết sanh thức. Khó ha, đất nước sôi lửa. Extend là đúng, định nghĩa chiều rộng, chiều dài, chiều cao là extend. Có một danh từ khác, nó gọi là technically called reproductikama là gì? Janaka. Nhưng mà cái đó là cái Janaka. Janaka là kama, còn cái patisandi là cái thức mà nó tái sinh. Janaka là kama hả? Là cái nghiệp cuối cùng đó. Janaka. Patisandi là thức cuối cùng. Janaka là gì? Janaka là kêu là quyết định cái hiện tượng của một người trong cái tái sinh kế tiếp. Ok, tức là nghiệp đó, tức là nghiệp tái sinh thôi. Giống như họ nói là gì thú tướng thì hướng họ để cái trước khi mà họ chết á, thì cái cảnh giới mà họ nó tương ưng đến đó, thưa thầy. Vâng. Họ còn kêu là thú tướng hay là điềm tướng, thú tướng trước khi họ chết. Cho nên bên bên Nguyên Thủy quan trọng như vậy thì bên 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 Bắc Tông cũng có mấy cái bên Bắc Tông, cho nên họ mới nhờ mấy thầy đến mà tụng kinh đó. Tụng kinh để cho họ nhớ, họ được nghe những cái âm thanh này nó tốt thì họ nhớ lại. Nhưng mà chốc nữa chúng ta sẽ đến cái phần kia, nó có cái phần mà chốc nữa là sẽ có đến cái phần gọi là proximate của bên gọi sau đó là cần thực nghiệm. Bên kia chốc nữa xong nữa có phần cần thực nghiệm tiếng Anh là proximate, cần thực nghiệm nữa. Đó là cái đầu tiên ha. Bây giờ cái kế tiếp chúng ta chúng ta học gọi là chữ supporti, tức là supporti là ủng hộ, phải không? Có nghĩa là cái nghiệp thứ hai này là supporti á, là sẽ đến gần cái nghiệp thứ nhất để mà ủng hộ, hỗ trợ. Thì cái nghiệp này không có phải là tốt mà cũng không phải là xấu, và để dùng để làm gì? Để bảo trì hay hỗ trợ cho cái hành động của cái nghiệp Janaka, tức là nghiệp ở trên là nghiệp tách cái gì đó. Tại là mấy người mà học viên dược pháp biết là hết rõ cái partisandi là gì, cái supporti là gì, giải thích hết trong viên dược pháp cái này. Mấy người học viên dược pháp á, tức là cái nghiệp thứ hai giải thích nó hẹn rõ trả lời cái câu hỏi Sanatika này nào mà là Sita nào. Hẹn trả lời câu hỏi ngày 26 tháng 3 trong vòng 5 tuần lễ. Một vị sư đặc biệt về vi diệu pháp. Theo con thì con nghĩ cái câu thầy nó ủng hộ, là support để nó ủng hộ cái nghiệp mà cái gần nhất, coi như là cái mà đi theo cái nghiệp kiết sanh thức, phải không thưa thầy? Đúng rồi. Đó. Mà dùng tiếng Pali là Kusala Yupa Tham Baka. Biết đâu hả? Kusala Upa Yupa Tham Ba. Cái Patisandi như tôi nói là cái chi ta cuối cùng, là cái chi ta cuối cùng trước khi mà tái sinh. Cái chi ta mà nó khởi lên cuối cùng là... Cái này để chuyển tiếp một cái ngũ uẩn mới. Chuyển tiếp một cái ngũ uẩn mới gọi là kiết sanh thức. Nó đi một cái tâm thức nó kiết này là giống như là cái sự trói cột, sự tiếp tục theo cái tâm ở phía trước. Kusala Upata Tham. Cái thứ nhì này đó, trong chỗ này nói thế này, cái này á là cái nghiệp thứ hai là nghiệp hỗ trợ đó, giúp đỡ trong việc cho chúng ta sức khỏe, tài sản giàu có, hạnh phúc. Nếu đối với một người mà được sinh ra với một cái nghiệp mà đạo đức, tức là cái nghiệp số 1 đó, thì cái nghiệp thứ hai sẽ yểm trợ những mấy cái điều đó.
Còn nếu mà một người là Kusala đó, Upathama Upathama Kusala là biết thiệt rồi. Upathama có nghĩa là gì? Tức là cái này là supportive karma đó. Supportive karma. Supportive karma đây này, nó biết rồi nhưng mà cái đó nó nghĩa là gì? Supportive karma. Supportive karma means something. Description. Nếu mà nói như vậy thì nên cô nghĩ là cái nếu mà cái người đó trong quá khứ là họ đã tạo những cái thiện nghiệp rồi thì cái thiện nghiệp này nó sẽ đi theo với họ, còn một người đã tạo ác rồi thì nó sẽ đi theo với họ trên hình, sẽ tương ưng với cái nơi họ đến, có thể là nghiệp tương ưng. Dạ, thiện nghiệp tương ưng. Nghiệp tương ưng, đúng rồi, có thể dùng danh từ hay đó, nghiệp tương ưng. Supportive karma là karma happening in one's lifetime. Tức là bốn cái nghiệp này đó nó chia ra cái đầu đó, là cái thức mà để tái sanh, nhưng mà tất cả những cái nghiệp mà cái kiếp này làm những kiếp chúng ta phải đi theo tiếp tục với cái đó để còn lại những cái nghiệp trong kiếp tới và cái mà gọi là hỗ trợ, tức là chẳng hạn như bây giờ mình tạo ra tỷ bao nhiêu nghiệp thì mình tái sinh nó chỉ cần cái đầu tiên là cái thức cuối cùng nó để tái sinh, nhưng mà phải thêm tất cả những tỷ cái nghiệp kia đi theo cái thứ hai là không phải không, là có thể gọi là thường cận y duyên cũng có thể. Cái nghiệp thường cận, tức là cái y duyên, đúng rồi, cái nghiệp của mình nó phải là chia ra bao nhiêu cái cộng lại, tức là cái đầu là cái mà bắt đầu tái sinh rồi tất cả những cái nghiệp quá khứ mình mang theo cái kiếp tới thì là cái này. Nếu mà cái người đó thường tạo những điều thiện thì tự nhiên cái nghiệp thường cận của họ sẽ tái sinh được cả năm vui. Tức là tất cả những thiện nghiệp sẽ đi theo. Còn cái kia là ác nghiệp sẽ đi theo cái cao, cái ác tì, cái thứ nhì á. Ác hay thiện con đi theo cái nhì hết á. Supporti là thiện, cái thứ ba là ác kìa. Nhìn cái thứ ba cao tới ác. Đồ, trong đây nó nói rõ ràng rồi, nó kêu là một người mà thiện á thì được hạnh phúc nhờ cái nghiệp này, mà cái ác của thiện á thì là sẽ bị đau khổ, tại vì nó ủng hộ cái đầu. Và nhưng mà nó không nói là cái nào là akusala, akusala đi theo là cái nào. Cái đó chỉ là nghiệp thôi. Cái đó là nghiệp thôi. Muốn hiểu cái này phải hiểu. Akusala này, akusala là akusala, có nói này nè, nó rất là kusala là này. Tôi phải biên thiếu như này nó đúng. Kusala xong rồi có thêm một biên thiếu như này nữa là akusala luôn. That's what I try to do and I see that I know. Akusala. Thì nó viết phải luôn cả hai thứ luôn. Sư cô khen thầy giỏi không? Quên khen anh tiếng giỏi. Tức là tiếng tiếp xem cả cái này thế nào, thấy không? Có phần đó. I think I'll hope they're trying to do here. Cái này là muốn hiểu cái này là phải hiểu được cái luồng tâm. Thì cái ý của cái luồng tâm là như vậy. Con hút là con không có bị quay, mà chắc quay cái đầu con không sao, không quay mặt mình. Phải hiểu cái tâm mình, con 17 cái tâm đúng không? Khi mà cái cuối cùng đó, mình có cái tử tâm. Ok. Hổ kiếp mà. Tự tâm là nó nằm đây. Tâm gọi là tự tâm trong lớp rồi. Vậy tự tâm đi. Thì có những cái nghiệp, cái khúc cuối cùng này là nó nhảy qua mình nhận nghiệp liền. Có tự nghĩa khác, cái nghiệp kế tới là cái kiếp tới nè. Có những cái nghiệp ra là cái kiếp kế tới là mình nhận liền. Tức là kế cái gọi là reproductive còn karma có là có những cái nghiệp là cái kiếp thứ hai trở lên mình mới nhận được. Tức là cái kiếp second á, cái kiếp thứ hai lên tới cái kiếp tính thì mình vô A-la-hán. Chút nữa mình sẽ có phần với nó. Ý không nói, ý không giải thích vậy thôi. Cái kiếp kế tiếp á gọi là supportive. Ok. Còn từ cái kiếp thứ hai mình sanh ra cho tới mình ra vô A La Hán luôn á, là có một cái từ nữa thì con không biết là như thế nào. Thì đó là mình có cái tự tâm cuối cùng, từ cái tự tâm ở đây mình để chữ tự tâm đây ha. Rồi khi mà nó nhảy qua là cái nghiệp kế tiếp, khi mà nó supportive hết cái hôm kiếp này không mang đi thiện nghiệp hay không á, là nó influence mạnh nhất. Khi nó mạnh nhất nó nhảy vô làm đầu tiên nó gọi là supportive. Ok. Đó. Rồi xong rồi cái từ thứ hai cho tới mãi mãi sau này đó là cho tới thì nó không có một cái tên nữa, còn biết tiếng Anh rồi. Vậy là cái thứ hai. Cái thứ hai mình hiểu ha. Có thể gọi là thường cận. Thường cận được á. Cũng có thể, nhưng mà cái nghiệp mình thường tạo quen. Thường cận có phải là cái mà immediately không? Chút nữa, chút nữa nó còn tính mấy cái khác. Chút nữa cái này đưa chính, chút nữa sẽ đi vô phần đó. Akusala, Akusala. Đúng rồi, Akusala vậy đó. Là cái thứ hai vậy đó. Bây giờ cái thứ ba, nó gọi là Obshoti hoặc là Kautoti là vậy nè. Là
cái nghiệp này làm cho yếu đi và làm gián đoạn hoặc là làm chậm đi cái kết quả của cái số 1. Đúng rồi, ok, tức là một phần cái số 2 đó nó bắt mình chuyển hướng đi về hướng tái sinh, còn cái số 3 là nó chậm lại, nó làm cho mình không muốn tái sinh. Không phải, trong này giải thích không phải như vậy. Bây giờ khoan, nó giảm cái tác dụng của cái nghiệp xấu, đó là obstructive. Không, bởi vì hồi nãy mới hỏi mà mấy người này nói là cái số 2 nó có cả cái xấu này nữa. Có cái số 2 nó cả xấu nữa mà. Hồi nãy tôi tưởng là cái đầu này là cái không, có số 2 cả, cái số 2 tốt. Cái xấu, không, nó là cái này đó là trong cái email này nó giảm là cả xấu và tốt. Cái đó là cả hai luôn, phải là nghiệp thôi. Ừ, cái này là cả xấu và tốt. Nghiệp thì có thiền và bất thiền. Thiền bất thiền trong đây có số 2. Chỉ là biết là tiếp nối là mình trả đó. Nếu mà con gieo cái cây thì bây giờ là trả chín con hưởng. Con gieo cái cây không tốt thì trả 6 con hưởng là hưởng liền, tiếp liền. Còn cái kế tiếp á, là cái đời thứ hai, đời thứ ba nó sẽ đi, hoặc là nó bị chậm lại. Tức là nó có ảnh hưởng hay là không ảnh hưởng. Đúng rồi. Đúng rồi, tức là cái supportive nó làm mạnh thêm nghiệp trước của mình. Còn cái counteractive không, đúng rồi. Là nó giảm bớt. Tức là cái này giảm bớt. Tức là cái này nó giảm bớt. Cái nghiệp của tái sinh của mình. Còn cái ngày đó là nó cộng cả cái thiện và cái không thiện. Nhưng mà vì mình có cả hai cái này, thiện và không thiện, thành ra mình sẽ tái sinh, mình sẽ mang theo hết. Còn cái này đó là những cái người mà có lẽ là những cái người mà họ tu mà họ đang tu cái kiếp này nè, càng ngày càng ít hết hai cái này á, thì từ từ đó cái tái sinh của họ càng ngày nó càng giảm bớt, cuối cùng họ sẽ không còn tái sinh trở thành A-la-hán. Ông có nói tái sinh hay không? Ông đây họ nói chỉ nói là giảm bớt nghiệp thôi. Bây giờ nè, tôi đọc cái phần này họ nói nè, thí dụ như một người có cái số 1 impel có thể bị gọi là bị đủ thứ hết. Cái này là khiến cho người đó mình không có thể mà hưởng được cái hành động tốt của người đó. Cái thứ ba để làm cho người đó bị bệnh mà không có hưởng được cái nghiệp tốt của nó. Mang cả hai cái này. Cả một con vật. Còn cái này là reverse. Nếu mà được sanh với một cái số 1 xấu, có thể sống cái đời sống tốt đẹp bằng cách được thức ăn nè, được chỗ ở nè. Vì cái kết quả của cái nó gọi là Yupa Pidaka, cái thứ ba gọi là Yupa Pidaka. Cái thứ ba cái này có thể nói là hậu báo nghiệp, phải không này, có thể không? Yupa tức là chẳng hạn như cái này đó, nếu mà một người làm rất nhiều thiện, ít ác, nó vẫn tái sinh, nhưng mà tái sinh rất là nhiều phước báo. Đó rồi đó. Còn cái này đó là nó làm cho mình không tái sinh luôn sau này. Nếu mà cái này nó mạnh đến cùng cực mà không có cái này đó, nó không, mình không tái sinh luôn, nó không có thúc đẩy mình tái sinh. Nếu là nghiệp quá tốt đó, nghiệp quá tốt đó. Chứ còn nếu không thì nó chỉ làm giảm bớt cái xấu hoặc là tăng thêm cái tốt thôi. Nhưng mà nãy giờ mình phân tích như vậy cho con được, con suy nghĩ là như thế này. Cái nghiệp này á, nó có sẽ cho quả, nhưng mà có thể là cái quả nó thành tựu, mà cũng có thể là cái quả này nó bất đi. Chẳng hạn như các cái bậc thánh, như ngày Angulimala, ngài có cái tạo một cái nghiệp rất là nặng khi mà ngài tu theo một cái bị cái một vị thầy á xúi xử ngài là phải đi giết người, thì để cho một cái chỉ cho cái đạo, chỉ cho con đường mà để đến cái đạo quả, thì vì mê lầm như vậy cho nên là mới giết rất là nhiều người, tạo cái ác nghiệp rất là lớn. Nhưng mà khi mà nghe được Đức Phật tỉnh thức rồi á, thì ngài tu tập và trở lại ngài chứng thánh quả rất là nhanh. Những cái nghiệp mà ngài đã giết người kia, thay vì phải đọa vào những cái cảnh hình giới rất là khổ, những cái nghiệp rất là nặng, phải trả rất là nhiều kiếp trong cái sinh tử để mà theo cái nhân quả. Nhưng mà với cái sự tu tập của ngài, trong cái những cái thiện tâm của quá khứ, cái tâm của ngài rất là mạnh, nó bay hết đi những cái nghiệp kia, nó vượt qua những nghiệp kia mà ngài đi đến cái đạo quả A La Hán. Và cái nghiệp mà ngài đã giết chúng sanh, giết gần cái 1.000 người như thế này, nó không chạy theo kiệm, nó không trổ quả được,
À, tức là vì con theo con thì con nghĩ là như vậy. Nhưng mà nên nhớ là khi người đó cái vị đó thành a la hán rồi, vị đó sau này vẫn bị ném đá mà chết vì cái trả quả. Chỉ là ít thôi thế này, nó không phải là trả mà. Đúng rồi. Đó, nếu không cái chữ obstructive nó ngược với chữ supportive, tức là cái vị đó đó sau khi nghe Đức Phật giảng đó thì cái nhờ cái nghiệp đó mà nó cản hết những cái nghiệp sâu giết nghiệp bao nhiêu kia, đúng rồi, cái thứ ba nên không có tái sinh nữa. Dạ, không không có chịu cái quả mà đã giết hàng ngàn. Chứ nếu không là bị chết ngàn lần. Tức là có những cái nghiệp mà nó trở thành cái thứ ba, tức là nó cản. Cũng có thể những cái nghiệp mình tạo thiện rất là nhiều nhưng mà không cái đủ cái duyên. Nhưng mà cái nghiệp này mình tạo ngay trong kiếp này, không? Dạ, nhờ cái này đúng rồi. Trong kiếp này nhưng cũng có thể kiếp sau nữa này, gọi là cái hậu báo nghiệp. Đúng rồi, cái này chắc nữa sẽ nó sẽ kéo dài cái khoảng giống như hồi nãy là Thanh nói đó, là cái khoảng còn lại này, cái nghiệp gọi là cái gì, gọi là nghiệp nó chưa chín đó, nghiệp chưa chín có mấy cái này nó đẩy vào, một là nó thúc đẩy tăng thêm, hai là nó giảm đi. Thì là cái này đấy hả? Nó có thể trả quả mà, hoặc là có thể mất, nếu có thể mình làm những cái việc phước thiện mà mình không nuôi dưỡng đi, mình đã làm rồi. Còn đây là theo con nghĩ mình đã làm những việc thiện. Vậy là ông có nhưng cái mà mình tư không nuôi dưỡng, mình không đủ có duyên. Ồ, nếu như vậy thì có quả nó không thành tựu. Vậy là cái đầu tiên của mình đó, mình sẽ gọi là sanh báo nghiệp, đúng không? Cái đầu tiên reproductive mình sẽ gọi là sanh báo nghiệp à. Cái kế tiếp là mình gọi cái một là nó là kiết sanh thức. Cái nó cái đó là đặt cái thức đi thái sanh, đúng không? Kiết sanh thức. Đúng rồi, kiết sanh nghiệp để mà đưa đẩy đi thái sanh. Cái nghiệp để mà đưa đi tái sinh. Cái nghiệp đó nó sẽ tạo ra cơ thể và đầu óc mình trong lúc sinh ra. Thì cái đó là gọi là kiết sanh thức. Kiết sanh thức. Cái đó đó. Ví dụ như là người mù ngay lúc đẻ ra là cái nghiệp đó. Kiết sanh thức. Có này là thường cận. Tình báo nghiệp hay sao vậy? Có này là cản trở nghiệp. Cản trở. Có một cái hỗ trợ, một cái cản trở. Vậy thì đó là gì? Cái đi theo là support, nó đi theo liền và nó có thể có cho quả. Nó cho quả, nhưng mà cái thứ ba này nó có thể không cho quả. Không cho quả. Hoặc là làm giảm bớt muốn. Cũng có thể. Cái thứ bốn là destructive, họ giải thích cái này. Destructive là nó tan nghiệp, nó phá, tan cái nghiệp. Diệt luôn thì diệt hết nghiệp gì. Họ nói cái này, cái nguồn năng lượng của cái đầu tiên đó, cái số 1 đó, có thể bị tiêu diệt bởi một cái nghiệp, cái lực mà đối lực trong quá khứ mà nhờ có một cơ hội tự nhiên bất ngờ sẽ hoạt động giống như một cái năng lực mà tương phản có thể làm cản trở cái con đường của một cái mũi tên bay và mang cái mũi tên bay nó rớt xuống đất. Cái hành động đó thì được gọi là cái nghiệp này destructive. Tiếng Pali là Upagataka. Upagataka. Mình phải có cái tự điển Pali á, mình mới đọc á, mình hay lắm ha. Sau này nhớ nhà cô phải có một quyển tự điển tiếng Pali. Đó, sư cô Đây này, đây có chữ này trang ép này. Tự điển Pali Việt này. Cô này cái gì cũng có. Upagataka. Tự điển Pali Việt. Upagataka. Đó. Còn nói cái này là cái nghiệp này đó là cái nghiệp này số 4 này hữu hiệu hơn là hai cái nghiệp số 2, số 3 này. Cái số 4 này hữu hiệu hơn. Tiếng Anh nó nói làm sao, nó nói là more effective. More effective. In what aspect? Nó kêu là in that is not only obstructive. Not only obstructive ha. Obstructive là cái này nè. But also destroy the whole force. Tiêu diệt toàn lực của cái lực. Có cái này có thể tốt hoặc là xấu. Nó kêu this one maybe either good or bad. Thí dụ như bây giờ muốn dùng, họ đưa một thí dụ là bốn cái nghiệp cộng chung lại nhau này, bắt đầu họ giải thích này. Thí dụ của một việc hoạt động của bốn cái nghiệp này, thí dụ như trường hợp của Devadatta là ai nè, là cái ông mà cái người mà giết Phật đó, người phản Phật Devadatta. Devadatta, người mà muốn có ý định muốn giết Phật, viên giết Đức Phật và tạo có sự bất hòa trong tăng đoàn, ha. Cái ông ta có cái gút, cái người Đề Bà Đạt Đa có một cái gút, cái số 1 reproductive này, cái mà kiết sanh tử nghiệp á, khiến cho ông ta được sinh ra trong một gia đình vuông giả,
cái sự đời sống mà vương giả của ông ta và thịnh vượng là vì hành động của cái supporty là cái thứ hai. À, tức là cái đầu tiên là được sinh là hoàng gia nè, cái thứ hai được giàu có sống sung sướng là nhờ cái ủng hộ, cái thường cận, họ giải thích vậy đó. Cái thứ ba là cái cao thượng ác tỳ đốc tỳ kama này là khi mà ông ta bị gọi là nhục nhã bởi vì ông ta đã bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, là cái thứ ba. Còn cuối cùng chấm dứt cái sau cùng á là cái thứ bốn này này, mang cái đời sống của ông ta đến một sự chấm dứt đau khổ. Phút chót chấm dứt đau khổ mà này. Uh-huh. Là trong một cái tức là bây giờ họ muốn giải thích về cái trường hợp của đề mặt ba bằng bốn cái nghiệp khác nhau, nhưng mà mình không có thể. Cái nghiệp đầu tiên là sinh ra trong một gia đình hoàng gia. Cái nghiệp thứ nhì là nhờ cái sự thường cận đó mà ông ta sống một đời sống thoải mái. Cái điều thứ ba là ông ta bị gọi là bị nhục nhã là bởi vì bị đuổi khỏi tăng đoàn. Và điều thứ tư là cuối cuộc đời của ông ta là ông ta đau khổ. Dạ, cuối thứ tư là đau khổ chứ không phải là chấm dứt đau khổ. Không phải, tức là chấm dứt cái mà gọi. Cái này là một cái thí dụ, phải có một cái thí dụ reverse nữa mới đúng. Mình không có thể diễn dịch theo một cái thí dụ được không? Tức là lúc đầu á, ông Devadatta đó, ông tu nhiều kiếp rất là tốt, đúng ông rồi. Sinh ra rất là sung sướng. Dạ, sinh ra nhưng mà ông làm cái chuyện phạm với Đức Phật, thành ra nó cản trở một cái sự tái sinh tốt tiếp, mà cuối cùng nó giết hết tất cả những cái tốt, nghiệp tốt, và bây giờ ông ta xếp cho khổ. Tức là nghĩa là vậy, chứ không phải là kết luận của số 4 là sẽ khổ. Cái kết luận là nó phá hết những cái nghiệp, nếu nó phá hết những cái nghiệp tốt, chỉ còn nghiệp xấu. Còn những người mà kiếp trước rất nhiều nghiệp xấu nhưng mà làm như là ông gì đó mà nghe Đức Phật giảng hiểu được đó, thì nó phá hết những nghiệp xấu, chỉ còn nghiệp tốt. Nó phá hết bất cứ là nghiệp kia, nghiệp xấu hay nghiệp tốt, chỉ còn lại cái không còn gì hết, hoặc là còn lại nghiệp xấu không thôi, nghiệp tốt không thôi. Nó reverse everything. Nếu mà như vậy thì con nghĩ cái đầu tiên nó không phải gọi là kiếp sanh thức. Cái nghiệp sanh báo nghiệp. À, sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp. À, sanh báo nghiệp. Nhưng mà phải dùng cái kiếp sanh thức để đi tái sinh vào chứ không? Đúng rồi. Nhưng mà anh nói đây là sanh báo nghiệp này, đúng rồi. Sanh báo nghiệp. Khi mà sanh ra có những cái quả báo nó tương ứng với cái nghiệp mình đã làm. Đúng rồi. Là destruction là nó chấm dứt đi cái nghiệp mà trong quá khứ dù mình là tội thiện hay tội ác. Nó chấm dứt cái nghiệp, tất cả những nghiệp trong quá khứ. Mà nó lại có một cái nghiệp mới do cái hành động này. Nhưng mà nếu bây giờ mình tu là mình phải tu cái số 3 ha. Trong đời sống hiện tại, nếu người ta muốn hỏi như vậy, tôi học những cái này thì bây giờ tôi chuyển đổi được là nhờ cái số 3 phải không, hay là cái số 4? Dạ đúng rồi. Là cái số 3. Dạ, vì cái kusala đó là hưởng quả, còn cái đó là mình vậy là số 3, ngay, số 4. Chuyển đổi là ngay số 3. Số 3. Dạ, còn thứ 4 là nó đã thành quả rồi. Thành quả là dạ, thứ 4 nó thành quả và đã chấm dứt hết rồi. Là chuyển đổi nghiệp được. Chuyển đổi. Bây giờ cái mà những cái này rất là mới với con. Tôi cũng mới luôn, tôi chưa bao giờ tôi nghe bốn cái này hết. Mà cô Thanh cũng không biết. Nhưng mà không biết kinh nào cả cái này. Dạ không biết. Mới lại chứ không phải kinh mà là Kula Kama Vibhanga Sutra có giảng này. Kinh Kula chỉ có cái bài tiểu nghiệp phân biệt hay đại nghiệp phân biệt, không có giảng này. Không có giảng cái này, không có bốn cái này đúng không? Chỉ nói về cái chung chung. Cái này chắc trong luận à. Cái này trong luận hay sao? Cái này phải đi kiếm cái bài. Lần đầu tiên cũng nghe bốn cái này á, chứ còn toàn học mấy cái kia không à. Tôi Tuấn thấy nó là trong bài luận nào, bài kinh nào mà nó giảng cái bài cái này lại nặng không được tôi coi. Đây này, trong cuốn kinh nó gọi là Buddhism. Buddhism. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô cũng nghe thấy bốn cái này phải không? Tôi chưa được nghe, cô mấy chị cô chưa được nghe. Đôi khi nói một từ tiếng Việt là tôi không hiểu, tại vì nói dài dòng như vậy tôi không chính nó không hiểu được. Nhưng mà bây giờ nó là bây giờ nó báo sanh nghiệp, có nghĩa là gì? Sanh nghiệp, dựng nghiệp hay dựng quả, những cái đó tôi không hiểu hết, nhưng mà nói cái này. Tức là sanh báo nghiệp là cái đầu tiên.
explanation. Nhưng mà cái đó khác khác mấy cái đó, chút nữa cô sẽ đến phần bên kia có nè, chứ nó không có một hai bốn như mày. Có nhiều cái từ nói cái. Biết rồi, mấy cái từ kia tôi có học như cô hết bên kia rồi. Yeah. Nhưng mà khi cái một hai ba bốn này là tôi cũng lần đầu tiên. Nhưng mà rõ ràng là họ có tiếng Pali để họ mô tả cái này, tức là phải trong kinh luận nó có này. Hay là một người nào đó nương từ trong kinh luận rồi các vị rồi chích ra muốn làm rõ vấn đề này ra. Bây giờ cái đầu tiên, bây giờ mình nói tiếp là có một loại mà phân loại được về nghiệp dựa theo cái thứ tự của ảnh hưởng. Cái đầu tiên họ gọi là Vetti hoặc là Garuka. 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 Viết xuống luôn nha. Garuka. Weight hả? Vetti là nặng. Priority of effect. Garuka thì tôi đọc cho quý vị nghe cái phần nó họ nói ha. Là Vetti là làm sao? Vetti là vậy. Cái này là rất là đáng quan tâm. Có thể tốt hoặc là xấu. Cái nghiệp, cái này, điều này nó sẽ cho một cái kết quả trong đời này hoặc là đời kế tiếp chắc chắn là như vậy. Nếu mà tốt thì là hoàn toàn là do ở tâm, như là ở trong thiền, thiền định mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, họ nói vậy đó. Nếu mà không phải là do vì tâm mà do tu thiền thì sẽ là do khẩu hoặc là do thân. Nếu mà về cái người mà không có đạo đức á, thì có năm cái tội mà gọi là cái gì, gọi là cái năm cái tội mà rất là nặng nhất, ngũ nghịch, năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm bị thương Phật và tạo bất hòa trong tăng đoàn là năm cái tội. Như vậy trọng báo nghiệp, trọng báo nghiệp, đúng rồi. Quế tức là cái nghiệp nặng lắm á. Trọng quan trọng như thế nào? Quan trọng. Không chữ dễ vậy thôi, trọng báo nghiệp thôi là hiểu. Tại sao nó không có chữ này nè? Permanent skepticism, tức là skepticism, tức là gọi là sao, là debating, not sure. Oh. Nó sure. Như là hồi xưa có một nhóm người gọi là Tishpatika, cái loại người mà không bao giờ tin bất cứ cái gì. Họ không phải là tức không phải vô thần, mà cái những người đó họ còn gọi là đả phá luôn tất tôn giáo đó. Tức là Phật nói là những người vậy không có bao giờ giải thích cho họ được, coi như là không có thể nào làm được bất cứ gì cho chuyện cho họ hết. Những người đó là permanent skepticism. Permanent skepticism nó gọi họ dùng là vĩnh viễn nghi ngờ. Niyata vicharity. Vĩnh viễn nghi ngờ. Cái từ của nó tôi biết ra là cũng được gọi là cái trọng nghiệp á. Họ dùng cái từ này nè. Trọng nghiệp á. Còn Garuka thì sao? Niyata. Họ dùng danh từ là Niyata. Mitch. Cha. Mitcha DT, tức là permanent skepticism. Skepticism là vĩnh viễn nghi ngờ. Vĩnh viễn nghi ngờ. Không có thể nào cảm hóa được. À. Phật Thích Ca có giải cũng không có ảnh hưởng. Quý vị có nghe câu chuyện về Đức Phật chưa? Nói về loại người này chưa? Mày tôi kể chuyện, tôi chỉ học chuyện về nhiều thôi, tôi kể cho quần chúng, tôi là warm up 99% dân chúng. Thì Đức Phật có cái này là tà kiến. Tà kiến hả? Là gì? Đức Thế gì đó là Vichadithi. Niyata Vichadithi là họ dùng danh từ của nó. Chắc là tiếng Pali rồi. Là nghi ngờ, permanent skepticism. Vĩnh viễn nghi ngờ. Đức Phật đó, tôi có đọc câu chuyện là kể về Đức Phật nói thế này với cái loại, cái người thứ ba mà là trọng báo nghiệp là thế này. Đức Phật đi đến một cái vùng của Ấn Độ, có một anh lái ngựa, anh nổi tiếng, huấn luyện ngựa giỏi nhất ở vùng Ấn Độ. Thì cái Đức Phật mới nói chuyện với anh lái ngựa đó, là hỏi với anh rằng là tại sao anh nổi tiếng nhất xưa Ấn Độ mà huấn luyện con ngựa nào, tôi nghĩ là anh huấn luyện rất là thành công con ngựa, anh toàn là thành công không? Thì anh lái ngựa mới trả lời là kỹ thuật của tôi mà để huấn luyện ngựa là như vậy, thưa Đức Phật, là đối với những con ngựa đó,
tôi cho thế mà con ngựa bảo tôi nghe và bảo lợn nghe lời ấy, thì tôi cho ăn thức ăn ngon là tôi khuyến khích, đúng không? Còn đối với những con ngựa mà tôi gọi là cứng đầu cứng cổ, tôi đánh dùng roi thì con ngựa sợ cái roi đó, con ngựa cũng chiều theo tôi. Nhưng mà có những con ngựa tôi đã dùng mềm cũng không được mà cứng cũng không được thì làm sao? Tôi giết chết những con ngựa hết để tôi giữ uy tín của tôi không muốn mang tiếng là thất bại, thấy không? Dùng cứng dùng mềm là thất bại. Việt Nam mình có câu là thương cho roi cho bọt mà ghét cho ngọt cho bùi, phải không? Hay là nói lộn ngược lại? Đúng rồi. Cái chữ này ở đây là có mấy cách nói. Thứ nhất là chấp thủ tà kiến hay là tà kiến cố định. Ồ vậy hả? Tức là không có thay đổi được cái kiến của người đó. Chấp thủ tà kiến. Thì bây giờ đó anh chàng làm vậy thì anh chàng mới hỏi là thưa ngài, tôi nghe ngài là huấn luyện mọi người trong đạo Phật giáo Pháp rất là hay, ngài nổi tiếng là vị vua về Pháp, thì ngài thế nào? Đức Phật kêu tôi cũng giống như anh, tức là tôi dùng niết bàn để mà khuyến khích những người nào muốn tu sao để được hưởng niết bàn, không là tôi khuyến khích họ đi theo con đường đó. Còn tôi nói địa ngục có để cho những người nào mà sợ địa ngục mà cũng phải tu luôn, thì là tôi dùng cái thiên đường, một cái là địa ngục, một cái khuyến khích, một cái đe dọa. Và cái thứ ba là quý vị biết tôi dùng gì không? Đức Phật nói là tôi cũng loại người cũng chẳng cần thiên đường cũng chẳng địa ngục, tôi chính tôi là Đức Phật mà tôi dạy cũng không nổi nữa. Thì quý vị biết tôi làm gì không? Tôi giết chết người đó. Cái việc là lái ngựa mới kêu dạ thưa ngài, ngài nổi tiếng đại từ bi, tại sao ngài đã nói là ngài giết chết một người như vậy? Thì Đức Phật mới nói là khi tôi dùng chữ là tôi giết chết người như vậy có nghĩa là gì? Là người đó tôi không có thể giảng pháp được, thì làm sao đệ tử của tôi giảng pháp cho người đó được, không? Thì coi như người này là vô minh vĩnh viễn luôn, là coi như người này mất cái tuệ của họ rồi, vĩnh viễn là coi như họ sẽ mất cái tuệ, là tự họ chết thôi, họ chết thôi, là vì vậy đó, sống mà giống như chết. Thì Đức Phật nói vậy đó, không biết có phải dính của trường hợp này không? Nó sẽ ba người vậy đó, ba người vậy đó, thừa có tiếng gọi Ishvatika xong. Cái này như vậy gọi là kiến thủ. Kiến thủ là một trọng hiếp. Ta kiến thủ. Tà kiến thủ. Hoàn toàn tà kiến. Cái chữ nó là hoàn toàn tà kiến. Vẫn có thấy để Sanskrit nó là gì? Cái tiếng Sanskrit nó có dịch cái đó. Đó. Micharata, Micharita. Micharita. Tà kiến chấp thủ. Tà kiến chấp thủ là hoàn toàn tà kiến hoặc là tà kiến cố định. Ồ, cái này mới hay nè. Họ nói giả sử cái này, nếu giả sử như một người mà phát triển được tứ thiền, có được tứ thiền đó, mà rồi sau khi phát triển tứ thiền mà sau đó người đó phạm một trong năm cái ngũ trọng tội này đó, thì cái nghiệp tốt của người đó sẽ hoàn toàn bị mất đi bởi phạm phải năm cái trọng nghiệp này. Tức là thứ 4, destructive. Destructive đó. Hoàn toàn tiêu diệt hết những cái tốt. Tức là tốt hết, tức là nó kêu là cái sự tái sanh của người đó sau này đó là sẽ bị hoặc bởi cái năm cái nghiệp trọng xấu đó, mặc dù ông ta đã đạt được tứ thiền trước đó. Yeah, tức là có cái nghiệp destructive, loại destructive nó có thể phá hết cả những cái loại nghiệp xấu của ông Bồ Đề là Đề Bà Đạt Đa là destructive. Thành cho nên nó mới người dùng thí dụ như vậy, Đề Bà Đạt Đa đã mất khả năng thần thông của ông ta và sau đó bị tái sanh vào một cái tình trạng xấu bởi vì ông ta đã làm thương tổn thương Đức Phật và phá hoại tăng đoàn. Tức là câu bao nhiêu kiếp tu bao nhiêu kiếp kusala, nhưng mà chỉ cần một hành động destructive thì nó tiêu hết kusala. Rồi bây giờ vua A Xà Thế có thể đã đạt được thánh quả đầu tiên nếu mà cái vị vua đó đã không phạm phải tội giết cha. Phải không? Trong trường hợp này cái nghiệp mà mạnh mẽ về xấu đã làm như một cái obstacle đến cái việc trở thành vị thánh quả đầu tiên. Vua A Xà Thế. Tại vì kiếp trước ông đã là một thầy tu mà. A Xà Thế. Vậy nhà sư sau này mình kiếp sau mình làm tổng thống Obama được không? Được. Còn hơn như vậy được, nếu thầy thích, nếu mà thầy nguyện qua đó. Thầy có biết chuyện ông A Xà Thế không? Biết. Tại vì vị vua đi mời cái ông thầy tu ấy làm con mình. Thế xong rồi bảo ông chết đi để ông làm con mình, ông mới uất hận, vì sao ông mới giết bố. À đúng rồi, tôi nhớ một chuyện đó rồi. Dạ. Yeah. À. Cô nói lại là nó là nữa thôi cô. Cô nói
Vua gọi là vua gì nhỉ? Vua gì là vua cha đó, là ông vua cha là dịt quên tên rồi. Thì ông mới bị hiếm muộn, ông không sanh được con. Thì ông mới vào ông cầu cạnh một vị sư, một vị tu sĩ ở trong rừng, một vị tu cao nổi tiếng lắm. Ông mới nói là ông đầu thai làm con tôi đi, để tôi nhường ngôi báu cho. Thế xong rồi ông kia thì không nói gì, nhưng mà ông này bảo ông phải đầu thai sớm, chứ nếu không thì tôi già quá rồi. Thế thì ông phải chết đi. Thế thì cầu như vậy thì ông kia ông tức, ông chết để ông đầu thai làm con ông này, nhưng mà ông trả thù bằng cách giết cha. Thành ra ông mới giết bố mà ông ấy hãm hại, ông nhốt tù. Thì đến lúc mà ông mới bỏ đói thì bà mẹ mới vào thăm, là bà vợ ông vua trước đó. Cái thăm. Phần đó thì con nhớ, nhưng mà con chưa tới đọc cái phần là ông bị ông Yusubi là người tài tu ở trong đó, mà vì muốn trả thù nên ông trở lại ông làm con Tại không, không phải ông kia cầu cạnh ông làm con mình, nhưng mà lại muốn ông ấy chết ngay. Ông ấy chưa muốn chết, ông bảo tôi chưa tới số chết. Giống như là ông vua mới lấy dao cắt cái đầu. Tức là ông vua có giết ông à? Ông vua muốn có một người con ngay lập tức, không có chờ trong kia tái sinh được. Nhớ ông sống thêm 50 năm. Đúng rồi. Ông bảo từ từ đợi tôi sẽ hứa. Mà phải đợi từ từ để vì ông tính. Đợt tắt xong cái A-la-hán, tắt xong cái gì đã thì ông tôi già. Ông bảo từ từ tôi sẽ hứa rồi. Thế là ông vua giết à? Ông tôi đâu từ từ được, tôi già rồi. Tôi già chết rồi. Thì thật ra ông vua cũng phải cái nghiệp đó quả báo, ông chém kia chết, ông kia sinh ra con kia giết lại. Trong giết bố. Bài này là như cô cũng đọc đó, là không phải vua giết nhưng mà bức tử ông này, cố ép ông này năn nỉ ổng. Năn nỉ ổng thì lại vì không còn thời gian nữa, cho nên ông này ổng cũng giận. Ổng chết mà ổng cũng giận, mà ổng đập đá, ổng đập cái thọ vào đá. Thế tức là ông tự tử, ông tự tử chứ không phải bố vua. Chính là chính ông vua lấy dao giết. Cứ được rồi, để đọc lại sách. Anh còn đọc lại sách. Con nói thẳng một câu. Con nói thẳng một câu. Người đã giết ta như vậy, ta cũng giết người. Tức là cái chuyện đó, nếu mà nó phải đúng như kiểu này kiểu kia thì nó mới diễn dịch kinh văn quả nó khác nhau một chút. Tại vì nếu ông vua không giết mà tự nhiên ông kia tự đập đầu thì là ông mang tội là ông giết ông vua. Mà ông vua là tự nhiên nhân quả xấu đến. Còn nếu mà ông vua giết ông kia thì ông vua trả lại cái quả giết ông kia, là ông thành con giết lại mình. Cho con họ ý lại là chỉ confirm việc nhỏ nữa trong đó làm sao còn câu on, tức là vua A Xà Thế in the previous line, tức là cái trước đó nữa là vua A Xà Thế là cái ông thì tôn dung rừng. Đúng rồi, còn con cha của mình đó là cái người là vua ép ông vua cha. Vua cha hiện tại là Bimbasara. Bimbasara nghe quen tai hơn. Nhưng mà cái chuyện này lạ là nếu mà ông vua Asathế này mà không gặp Đề Bà Đạt Đa thì cũng đâu có chuyện đó. Chính Đề Bà Đạt Đa mới xúi vua để làm chuyện này, thấy chưa? Đúng. Ta mình sẽ thấy yếu tố đó nữa, thấy không? Tại Đề Bà Đạt Đa muốn làm giáo chủ. Mấy ông này, ông ấy mới xúi ông này để... Xúi ông vua này làm vậy đó. Cái đó gọi là lưu tầm lưu mã tầm mã. Đồng tâm tương ứng, đồng ý tương cầu. Bây giờ cái thứ hai. Cái thứ hai mà quý vị học đây là proximate á, gọi là asana hoặc là cận tử nghiệp nè. Cái này gọi là cận tử nghiệp, mình có học ở trong mọi người biết rất là nhiều cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là gần tới almost there. Thì biết tiếng Pali dùng cho con đi. Biết là tôi biết tiếng Pali ha. Tiếng Pali thì chắc ăn a để mình học thêm sa na là cận tử nghiệp. Bây giờ hỏi giải thích cận tử nghiệp là này. Nó giống cái chữ sana mà thức quá. Rồi asana là. Nhẹ không? Không phải. Đây là cái sanya. Gì? Sanya. Cái này có chữ N, có cái chữ Quy Ngô trên nó, có dấu ngã trên N. Không, chỉ có asana thôi. Là cận tử nghiệp đó thầy. Cận tử nghiệp đó. Đây là cái gì mà người ta nhớ hoặc là hành động ngay lập tức trước khi mà chết. Bởi vì cái điều này rất quan trọng trong việc tái sanh tương lai. Cái điều này được cái điều quan trọng tất cả các quốc gia về tôn giáo Phật giáo đều theo điều này. Vì vậy đối với cái điều này đó, mình phải có một cái thói quen là nhắc cái người chết những hành động tốt của người đó và khiến cho người đó làm những cái hành động tốt ở trong cái giường chết của mình vẫn xảy ra trong rất nhiều quốc gia về Phật giáo. Đôi khi có một người xấu có thể chết một cách vui vẻ và nhận một cái cuộc tái sanh tốt nếu mà ông ta nhớ hoặc là ông ta
là một cái điều tốt ở cái phút cuối cùng. Một cái câu chuyện cho biết rằng là có một người mà đau thủ phù thủ thường thường là hay đưa cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, tự nhiên nhớ được cái hành động tốt này vào lúc sắp chết, và vì thế được tạo được sinh trong một cái trạng thái vui vẻ. Điều này không có nghĩa là ông ta sẽ có một tái sinh tốt. Điều này có nghĩa là tuy rằng ông ta được tái sinh tốt, nhưng mà ông ta sẽ không có thoát khỏi cái ảnh hưởng của những cái hành động xấu mà ông ta đã giết chết rất bao nhiêu người trong đời sống của ông ta. Và sẽ có những hậu quả sẽ xảy ra khi mà có duyên đầy đủ, những cái điều xấu đó của ông ta sẽ trả. Cũng như một lúc khác, một người có hành, một người tốt có thể chết cách không có được tốt đẹp vui vẻ bằng cách nhớ lại cái hành động xấu của mình, hoặc là suy nghĩ những cái điều không có tốt. Rồi trong cái kinh điển thì có nói là vua Malika là một người hầu của kinh Kosala, nhớ lại một cái lời mà bà ta đã nói dối thì bà ta đã bị khổ sở trong 7 ngày trong một cái trạng thái đau khổ khi mà bà ta nói dối chồng để mà nói về cái hành vi của mình. Có những trường hợp ngoại lệ. Thưa thầy, cho con hỏi là hoàng hậu Malika, thế là cái vua Malika. Hoàng hậu Malika là người hầu của kinh Kosala. Người hầu là được con sót, dùng chữ con sót. Con sót là cung phi. Cung phi. Nhưng phải người hầu. À, người hoặc là cung phi của kinh Kosala. Hoàng hậu Nguyên Malika. À, có lời cái quan trọng này. Có những trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như có cái sự thay đổi ngược kỳ lạ cho chuyện sinh đẻ của những đứa con mà có cái tánh tốt, mà đứa con mà sinh ra mà có cha mẹ rất là xấu, hoặc là có những đứa con xấu mà sinh ra đối với cha mẹ tốt. Kết quả của cái niệm sau cùng mà nó khiến cho là tạo điều kiện cho cái hành động của con người này. Kết quả của cái niệm sau cùng. Tức là cận tử nghiệp. Tức là cái tưởng cuối cùng. Cái tưởng cuối cùng. Thành ra bởi vậy đó mình phải suy nghĩ cái này quan trọng nhất là bởi nào. Cái này quan trọng nhất là bởi vì vậy đó. Bây giờ mình nói lên bên này mình tu tứ niệm xứ là chánh niệm. Mình tập hàng ngày chánh niệm như vậy. Thì nó chót cái chánh niệm nó tự động nổ lên phải không? Nó cận tử nghiệp. Thấy chưa? Cũng như những người niệm bên mà họ bên niệm Phật nhiều. Phút chót tự nhiên họ quen rồi. Bung ra cái câu niệm đó. Nó là vậy thôi. Chứ bây giờ mình ngồi... Nhưng mà một người mà tập tứ niệm xứ đến lúc mà cận tử nghiệp đó, lúc mà cái thức cuối cùng, cái tưởng cuối cùng là gì vậy thưa cô? Thì đã huân tập cái nào thì nó theo cái đó. Và cái tâm niệm nếu mà ngay tại cái giây phút đó thì tâm nó thay đổi rất là nhanh. Mà cả một đời mình huân tập rất là nhiều nghiệp, nếu mà vị đó thường đó là thuần tịnh, thuần định trong đó, thường niệm trong đó, cái sức mình nó mạnh quá mà như giữ được một cái chánh niệm trong cái giây phút cuối cùng thì vị ấy sẽ tái sanh cảnh lập, hoặc là quả người hoặc quả trời. Và trong kinh thì nói nếu mà người có niệm được như vậy thì họ đi với cái nghiệp là họ có tam nhân. Tam nhân là không tham, không sân, si, vì ngay đó họ có sự tỉnh giác, có hiểu biết. Thì là người tam nhân là họ tái sanh, họ là người rất là thông minh. Và họ có thể, nếu hành thiền thì sẽ đắc thiền, nếu mà hành thiền tuệ thì sẽ đắc đạo quả. Với cái chánh niệm liên tục và trước khi mà họ tâm tử tái sanh, thì họ sẽ đi theo cảnh lành, theo cái nghiệp ở trong suốt cả một đời họ đã hành tập, nó thường cần. Nhưng mà ngay cái niệm cuối cùng đó là giải quyết, nó đưa họ đi cảnh an lành tốt đẹp hơn. Nhưng mà họ sẽ là người tam nhân vì cái trí tuệ họ được là cứ mài dũa thường xuyên, được nhắc nhở thường xuyên. Cái lúc và giây phút cuối cùng đó, cái người mà tập tứ niệm xứ thì cái tâm mà gọi là tâm biết nó rất là mạnh. Mà sáu cái tâm kia thì như sư cô nói lúc trước nó yếu lắm phải không? Nếu mà cái tâm biết sáu rất là mạnh. Nhưng mà như vậy nó có khởi lên một cái khái niệm tưởng cuối cùng mà nó thành cái partition đi hay không?
ở ở nơi đây mình biết cái tâm hồn kiếp á, là lúc đó là tất cả các căn nó không làm việc thì là nó yếu, nhưng mà cái tâm nó rất là mờ mờ thôi thì đó là cái tâm hồn kiếp. Còn mà khi cái cần tử nghiệp tới, cái tâm tử nó sắp đến sự thật là họ rất là mạnh về cái tâm thức, họ làm việc nhiều lắm. Nhưng mà cái ý thức là mạnh nhất. Dạ, nó mạnh nhất vì các căn kia, mắt họ yếu, tai họ không rõ nữa, thân họ có thể là sụi bại. Dạ, mũi cũng không thể, rất là khó, nghĩa là các căn kia nó suy nhược rồi, mà nhưng mà từ từ cái tâm thức rất là mạnh, làm việc liên tục trong khoảnh khắc đó. Nếu mà được nhắc niệm Phật ở nơi này, nhắc họ xả đi, tâm họ quân mình, thì cái tâm họ hướng đến Đức Phật, mà khi họ nghĩ đến Đức Phật là một thiện tâm, là một tâm thiện, thì là Kusala, rồi họ sẽ tái sanh cảnh lành. Chắc chắn là cả quả người quả trời. Còn cái tâm họ định mạnh nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi nhớ mấy cái nghiệp, tôi nhớ đến cái chuyện là tại sao họ kêu mình đi tứ đầu tâm, là mình được bảo đảm sanh về cõi trời chắc chắn. Đây là một thiện nghiệp rất là lớn. Lớn như vậy nó tứ động tâm. Dạ. Khi mình đến đó. Tứ động tâm này là tứ động tâm, tức là động cái tâm mình, tức là mình phải đến cái chỗ Đức Phật sinh ra cây Bồ đề. Mình đến Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên ở cái chỗ đó. Mình đến Đức Phật niết bàn. Dạ. Rồi mình đến cái chỗ gì nữa? Đức Phật thành, thành đạo. Bốn cái chỗ mà Đức Phật đó. Kinh nói là nếu mà mình đến chỗ bốn chỗ đó, hoặc là một trong bốn chỗ, thì mình được, không biết là một trong bốn chỗ hay là cả bốn chỗ, thì mình được bảo đảm được sanh về cõi trời. Đối với Đức Phật rồi, cái người ta chia sẻ với nhau, hoặc là các vị thầy. Chứ còn nói kinh thì con nghĩ không phải là kinh nào mà nói cái này. Đức Phật đâu có nói vậy. Dạ, nhưng mà gọi là mình có thể chia sẻ với nhau, gọi là tứ động tâm. Các thầy đặt chỉ cho chúng ta thấy ở đây là khi mình đến đó rồi á, là cái tâm của mình nó rất là chấn động, nó xúc động. Vì là tôn kính, quý kính những cái công trình vĩ đại của Đức Phật, nhờ Ngài mà soi sáng cho cả nhân loại, cho chúng ta hiểu được cái nỗi khổ niềm đau để chúng ta biết con đường thoát. Cho nên là đến đây nhớ nghĩ ân đức của Đức Phật, nó chấn động cái tâm của họ, làm họ xúc cảm, và nhiều người họ khóc rất là nhiều đó, thì làm gọi là động tâm là như vậy. Nhưng mà khi mình động tâm là vì sao? Vì nhớ nghĩ đến Đức Phật. Nếu mà khi chết mà có một cái tâm hướng về Đức Phật như vậy, cái tâm mà là trân quý, một cái thiện tâm, một cái tâm là tôn quý, kính trọng, và tất cả những cái tâm ý họ hướng về đó, thì dĩ nhiên là họ phải sanh được cái cảnh lành. Nhưng mà không có nghĩa là đi coi cái đó thôi là bảo đảm. Không có nghĩa là thế. Dạ, làm sao bảo đảm được? Làm sao bảo đảm? Không bao giờ bảo đảm. Còn bây giờ trước khi nói có cái thọ bát quan trai, xong người ta nói là thọ bát quan trai cũng được bảo đảm sanh về cõi trời, có đúng không? Thọ bát quan trai tức là cái nào? Một tháng ở cái chùa, nhiều khi nửa tháng, một tháng họ tổ chức á, là cho những người thọ cái giới tám giới, phải không? Tám giới tức là xuất gia một ngày, từ 8 giờ sáng đến mua 24 tiếng, là bây giờ bên Mỹ thì không có thời giờ, tu từ 8 giờ sáng 6 giờ chiều được rồi, là còn là xuất gia một ngày. Dạ, thì con nghĩ thưa thầy á, là đây tất cả là lời Đức Phật dạy cho dù nhắc nhở cho chúng ta một ngày hôm đó chúng ta giữ giới và chúng ta sống cái hành xả đi những cái dục trần của thế gian, để mà mình huân tập những cái gọi là thiện căn thiện tâm, thì do công đức một ngày đó thì cái phước báo mình không sát sanh này, không trộm cắp này, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không nghe hát múa đờn kèn, không đeo trà hoa, không trang điểm, rồi mình được thanh tịnh trong sạch, thì cái ngày nếu mà cái tâm của mình hướng thiện như vậy, nếu mà cái tâm tử nó cái đến là một cái vô tình
mà nào đó đưa cái chết đến cho mình, thì với cái thiện tâm mà hoan hỷ trong cái sự tập thọ trì người bắt giới đó kia, thì mình mới được tái sanh. Tại vì trong kinh là Đức Phật cũng nói về có bốn hạng người có thể làm các thiện nghiệp và cái quả báo sẽ là cái quả thiện. Và nhưng mà cũng có người khi làm thiện nhưng mà cái quả báo lại là cái quả khổ. Mà có người thì làm ác mà sẽ được cái quả ác, nhưng mà là cũng có người làm ác nhưng mà quả sẽ là quả thiện. Tại vì cái tâm cuối cùng là cái tâm quyết định. Và mình sẽ tái sanh cảnh lành hay là cảnh khổ. Ví dụ như bây giờ mình đi thọ giới đi, suốt cả ngày mình nghe người ta nói mình cũng đi, nhưng mà tâm mình toàn nhớ nghĩ lung tung hết. Rồi là mình hối tiếc, rồi mình đủ thứ, cái tâm bất an, tâm mình không thanh tịnh, tâm mình không hướng thiện, không hành thiền, không chánh niệm, hoặc là nhớ nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia, phiền não đủ thứ, thất niệm phóng dật, hay là ganh tị tật đố ngã nạn, thì làm sao mà mình được sanh còn khỏi lành. Nên tất cả là từ cái tâm. Cái tâm họ và cái tâm cuối cùng để là tái sanh đó, thì nó sẽ hướng dẫn họ đi đến cái cảnh nào và quyết định là cái tâm cần tử. Nếu vậy bây giờ đó, đối với một người mà trước khi chết đó, người đó nằm viện dưỡng lão hay nằm nhà đó, mà mình biết người đó không thích đứa con là bất hiếu, mình đừng có mang đứa con đến nơi giường người bố người mẹ, bởi vì ông sẽ giận lên, ông giận lên là ông đi luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, là ông sắp bài rồi, đúng không? Dạ, bởi vậy bây giờ mình tứ động tâm á, mình phương pháp là cái người đó cứ đi viếng bốn chỗ đó đi, rồi như sư cô nói là động tâm họ khóc rất là có cái gọi ấn tượng rất là mạnh, xong rồi mình chụp bốn hình bốn cái chỗ đó, và lúc người đó mình sắp chết mình chiếu lên, chiếu lên lại thở lên cái tâm đó lại, đúng rồi, thành công. Cho nên đó là tại sao mà cái dương bệnh là phải để những hình Phật là bị bệnh đó. Nhưng mà vấn đề mà gọi là khóc thì nó hơi chuyển qua lại một cái trạng thái tâm nó bất thiện rồi. Nếu mà mình quá xúc cảm, mình khóc lên với một cái trạng thái tâm mặc dù mình hoan hỷ, nhưng sự thật cái vô minh nó vẫn ở trong đó rất là nhiều. Mình cái tâm mình không có sáng suốt, không có hiểu biết, thì nó cũng không phải là đến được cảnh lành được. Đến rồi coi dục giới đó. Tại vì khóc mà nó thuộc về dục giới. Vì cái tâm của mình nó còn là vô minh, dính mắc tham nhiều quá, thì làm sao mình được đến cảnh lành. Cái tâm rất là quan trọng, cho nên nhiều khi mình hành thiền để hiểu nó từng chút một nó diễn ra như thế nào. Cái điều đó là nó quyết định. Đó, thành ra cái bà Vương Phi cái bà ấy làm bao nhiêu là việc tốt, chắc bà ấy cũng thọ bát quan trai giới nhiều lần, nhưng mà rốt cuộc bà ấy vẫn xuống địa ngục. Tại vì bà rất là thông minh, bà rất là trí tuệ, chỉ có lỡ cái đó thôi. Nhưng mà có 7 ngày thôi là bà lại lên lại. Cho nên là những cái duyên khác nó là đúng ra. Thì nói tóm lại là phải tạo nghiệp suốt cuộc đời chứ không phải... Cái thường cận là quan trọng. Thì, cái cận tử nghiệp là quan trọng. Cái thường cận này nó là phải suốt cả đời. Cận nghiệp mà mình phải hưởng, phải chịu quả. Ngày hôm nay mình đã như là gieo rồi, sau này mình phải có quả. Cho nên Đức Phật phân tích nhiều cái thứ nghiệp để cho mình thấy là như vậy. Như vậy là cần tự nghiệp rồi. Bây giờ cái kế tiếp là cái habitual, tức là cái mà hàng habitual là cái mà mình làm hàng ngày đó, mình tu suốt đời á. Habitual, thói quen. Habitual là thói quen. Thì tên tiếng ta habitual là a c na, là thói quen hàng ngày, là cái nghiệp thói quen hàng ngày. Họ nói vậy nè, cái thói quen hàng ngày mà rồi mình nhớ tưởng lại, mà một người có thể rất là thích thú cái điều đó, những cái thói quen này có thể xấu hoặc tốt, trở thành một cái bản phản xạ thứ nhì của người đó, tạo nên cái cá tính, cái tư cách của người đó. Khi mà không có để ý thì thường thường con người hãy rơi vào cái thói quen hàng ngày của cái óc của mình như vậy. Cũng như thế, vào lúc chết, trừ phi bị ảnh hưởng bởi những cái hiện tượng nào khác, một người thường thường nhớ đến óc của mình một cái hành động mà mình đã làm trong thói quen. Kunda, một người, một ông mà giết gà giết vịt, sống trong gần nơi cái tu viện của Đức Phật, chết la lên như là một con vật, bởi vì ông ta đã sống bằng cách là giết chết những con heo hàng ngày. Kunda lúc chết mà la lên như con heo vậy. Còn vua kinh, vua Dukhadami của nước Tích Lan, là hàng ngày có thói quen là cúng dường thức ăn cho các tỳ kheo trước khi ông ta ăn trưa. Ông ta ăn những bữa thức ăn của ông ta. Vì cái thói quen này, mà cái nghiệp biến thành thói quen này, mà khiến cho ông ta
Gladden, tại sao dùng chữ là Gladden him? Okay. Làm cho ông vui vẻ. Vui vẻ hả? Ừ. Làm cho ông ta vui vẻ vào lúc chết và khiến cho ông ta được sinh lên cõi trời đầu xuất. À, cúng dường tăng mỗi ngày là được lên trời đầu xuất. Vậy thì mỗi ngày mình cúng dường đồng thôi là mình được lên cõi trời đầu xuất. Ở cái chợ ngoài đây quý vị biết là sáng nào cũng có mấy vị khách sĩ. Tôi ra đó tôi cho hai ba đồng. À, vậy là bị chết thì lên cõi trời đâu sốc. Lên cõi trời đâu sốc, khỏi cần tu nhiều. Có một cái cô đó, cô ở dưới núi. Thì bên ấy vẫn có các vị sư lên cái núi Hy Mã Lạp Sơn tu. Thì bao nhiêu năm không ăn, không uống gì. Thì có những vị á, đi lên mà không ăn, không uống bao nhiêu năm giờ. Mà nếu mà vị đã xuống thì chắc chắn là đắc pháp rồi. Thì cô mới dâng cái bát cháo. Mà cô thông minh đến cái độ mà ngài hỏi rằng con muốn gì. Cô nói rằng con muốn ngài có cái gì con có cái đó. Sao lại khôn quá. Cái tự nhiên một vài ngày sau cô mới chết. Cô được lên cõi trời đâu xuất. Người ta mới hỏi cô tu cái gì mà cô đã cõi trời đâu xuất vậy. Cô bảo không, tôi chả biết nữa. Tôi dâng ngài có bát cháo à. Thì là cái ngày sau tôi đi à. Người ta nhìn ra hóa là ông Phật. Vị sư đó thành Phật rồi. Cũng mà bắt cháu cũng nên có chờ đốt xuất ở tay. Thành ra cách đây 2 bữa tôi mời sư cô và tôi muốn cúng dường sư cô để tôi có đủ phúc đức lên cõi trời đâu sắp. Chết rồi. Nhưng mà tôi không sư cô dạ, nhưng mà tâm thì cô cái tâm của tôi đây. Nhưng mà con thưa thầy, ví dụ như thầy nói hồi nãy là mình cúng một đồng là cái, có cô, mình cúng một đồng được. Hàng ngày ăn từ mấy bữa ăn. Hàng ngày mình cúng một vài đồng như vậy đi, mình cúng với cái tâm gì à. Và sau đó, nghĩa là trước khi làm, như trong Vi Diệu Pháp đó, trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm à. Và với cái tâm thọ hỷ, cái tâm thọ xả, hợp trí hay là ly trí, và hữu trợ và vô trợ, cái tất cả những cái tâm này nó đều hỗ trợ theo cái nghiệp của mình. Thưa thầy, ví dụ mình nói, mình nghe nói vậy, ồ mình thích quá, mình đi cúng mình, đó là mình làm, mình biết bằng cái tâm gì. À, tâm có tham hay không tham, tâm thọ hỷ hay là thọ xả, và cái tâm đó nó sẽ dừng lại hay nó mất đi hay nó liên tục, nó tiếp diễn cả một ngày cho mình hay là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Cái điều đó nó cũng là một cái nghiệp để mà quyết định cho mình nữa, thưa thầy. Nhưng mà bây giờ trong kinh, còn nếu cúng dường đến một bậc thánh A-la-hán thì hay là một vị Phật thì quả vô trổ này. The game is over. Nhưng mà tôi đọc có kinh có thấy rõ là khi mình cúng dường một vị tăng hay một vị ni, dù đó là phàm tăng hay là phàm ni chưa đắc quả thánh, nhưng mà mình phải tác ý là mình đang cúng dường thánh tăng và tất cả chư tăng, chứ không phải một mình cái vị đó. Đại như vậy thì mới được phước đầy đủ. Nghĩa là nghĩa là mình khi mình cúng dường đến tăng tăng đoàn, cái vị đó có thể là đại diện cho chư tăng, nghĩa là đại diện cho những cái bậc tu hành, nhưng mà mình không dính mắc vào một người đó là người nam, người vị sư nam sư nữ hay là một vị sư tên A tên B gì đó. Nghĩa là mình tác ý là mình cúng dường chư tăng. Chư tăng thì trong đó có rất là nhiều bậc thánh tăng hoặc là phàm tăng, và mình không có cái tâm dính mắc riêng tư một vị nào, hay là tuyển chọn, gọi là tuyển thí. Mình dính mắt vào người này, mình phải lo cho cái người này. Thì cái tâm đó nó lại khác. Cho nên mình tác ý và cúng dường đến tâm. Ngày xưa hình như là có mấy cái vị, có mấy cái Phật tử mà cứ thích đi cúng dường mấy vị tăng giàu sang hay là La Hán hay là cao cấp. Như thế rồi Đức Phật mới khuyên bảo là không được như vậy, phải không thầy? Có một cái kinh à, có cái chuyện, có cái chuyện thế này là có cái chuyện là một đoàn có một vị là thường thường ngày xưa vị đi đầu là mấy vị đại đệ tử của Đức Phật không à. Thì Phật tử họ biết á. Họ biết họ cúng dường mấy vị đi đầu không à, tại vì họ biết đại đệ tử là Mục Kiều Liên hay là Xá Lợi Phất. Họ nghĩ là được nhiều phước hơn. Còn được nhiều phước hơn. Cho nên cuối cùng những vị đi sau cùng á là không có còn được ăn oan nữa. Mới về mới than phiền với lại Đức Phật là tại sao mấy đại đệ tử sư huynh của con được hết mà con đi sau cùng con không được cái gì hết, con về con đói. Thì Đức Phật mới dẫn hết ra dòng sông, Đức Phật mới thảy cái chiếc áo ra trên dòng sông, thì cái nó được trôi trên dòng sông, thì Đức Phật mới thảy một hạt gạo lên trên dòng cái chiếc áo đó, thì tự nhiên chiếc áo nó chìm xuống cái sông. Và Đức Phật nói rằng là một cái hạt gạo của thôi đó mà nhỏ như vậy của thí chủ cúng dường mà đã làm chìm xuống nguyên chiếc áo xuống dòng sông, thì
các thầy phải biết rằng là cái cúng dường nó nặng đức độ như thế nào. Thành ra quý thầy phải tu hành làm sao để quý vị là thầy là dù phước đức cho những người cúng dường, chứ không phải không. Thành ra đối với những người mà tu hành đó, mấy thầy như thầy Tịnh Không hay mấy thầy khác đó, là bao nhiêu tiền cúng dường đó là họ chuyển tiền cúng dường nó vô in sách vở hết, tại vì thầy Tịnh Không nói là tôi không mắc nợ ai hết, tôi chuyển hết vô sách vở thì như là phước đức hết rồi, là quý vị là tôi đâu có mắc nợ người nào. Tức là quý vị sẽ được phước đức nhờ đúng sách rồi, vở nhờ cái chuyện chuyển qua trung gian thôi, làm chuyện đó sẽ được học hỏi thêm. Nhưng mà hình như là có vị sư lại, có mấy vị sư lại đi cứ đi tìm thí chủ giàu hoặc thí chủ nghèo. À có câu chuyện đó nữa phải không? Cô biết chuyện đó mà phải không? Cô biết chuyện đó là ngày xưa có những người đi mà cứ quan niệm rằng là phải chỉ đến chỗ người giàu thôi. Rồi có những vị sư muốn giúp người nghèo chỉ đi, gọi là buổi sáng đi khất thực á, thì chỉ đến chỗ người nghèo thôi, tại vì muốn người nghèo được hưởng cái phước đó. Có những hai loại thầy tỳ kheo kiểu vậy đó. Thì Đức Phật mới giảng rằng là không thể làm vậy được, bởi vì như vậy vẫn còn phân biệt. Quý vị không có phân biệt. Như Ngài Ca Diếp thì thương người nghèo, cho nên Ngài thường đến những cái nhà nghèo để cho họ tạo cái phước, cho họ bớt khổ. Vì Ngài thường thường là hay nhập thiền diệt đó thưa Thầy. Với lại Ngài thì là bậc thánh rồi, trong sạch, cho nên Ngài muốn giúp cho những người bớt cái khổ, những người nghèo bớt khổ. Cũng có một lần Ngài nhập thiền diệt ra thế này, thì Ngài tác ý là đi đến chỗ cái làng nghèo. Thì lúc đó vua trời Lý Thích á, hai vợ chồng vua trời Lý Thích mới coi như là họ là vua trời mà họ có thần thông, Thầy họ biết là Ngài xả thiền diệt rồi, cho nên là mới tìm cách để mà đặt cúng dường cho Ngài, để mà phước báo cho họ tăng trưởng. Tại vì dân của vua thì họ do những cái công đức mà cúng dường thánh tăng, các đức Phật, chư thánh tăng ở dưới này, họ tái sinh lên, họ giàu quá, họ phước họ lớn quá, mà tuy là vua nhưng mà phước chưa có cơ hội để mà trổ, chưa có làm được nhiều, cho nên là hai vị đó mới hóa thành, biến thành hai vợ chồng già, hai người yên dài lọn khọn, đó là bưng thức ăn đến để đặt bát cho Ngài Cái Diếp. Nhưng mà khi mà đặt vào xong là Đức Phật thấy là thực phẩm của thiên giới thì Ngài biết rồi, thì sau đó hai vị mới hóa hiện là nói là thưa Ngài, tại vì mới nói lại cái tâm trạng như vậy đó, cho nên chúng con cũng muốn đi kiếm phước, nhưng mà vậy rồi con có được hưởng phước này không? Thì Ngài Cái Diếp nói là vẫn được cái phước, nghĩa là khi Ngài Cái Diếp thì thường có cái khuynh hướng là giúp cho người nghèo để họ bớt khổ, nhưng mà Ngài là tu Bồ Đề ở Bali thì tên gì con không nhớ, thì Ngài thì thường là đi đến nhà giàu, vì họ nói họ đã tạo những cái thiện nghiệp rồi, nếu mà không giúp cho họ nữa thì họ sẽ là thiếu thốn. Cho nên hai người có hai cái hướng, cái tâm hướng như vậy thì Đức Phật nó không có nên, mình đi với một cái tâm là bình đẳng, không phân biệt, ai đặt cái gì cúng cái gì thì mình nhận cái đó. Nhưng mà cái điều quan trọng như Thầy nói hồi nãy, một hàng gạo nặng như vậy đó, tức là Đức Phật nhắc nhở cho tăng đoàn, khi tăng đó là khi mình nhận của thí chủ cái tứ vật dụng rất là quan trọng, cho nên mỗi một lần đó, trong cái gọi là cái bài kinh quán tưởng như Thầy, chư tăng người xuất gia là phải quán tưởng trước khi dùng, mà không những trước khi dùng đó, mà phải quán tưởng khi vào nhà ở, khi mặc áo, khi uống thuốc, khi ăn, khi uống, tất cả những cái tứ vật dụng nào khi thọ dụng á, thì phải nhớ quán tưởng rằng thọ dụng đây á là cũng như để nuôi mạng, cũng như chữa lành bệnh cái thân nó bệnh hoạn để mà nương nó qua sông thôi, chứ không được phải nhận của thí chủ mình thụ hưởng vui vẻ mà không nghĩ nhớ đến sự tu hành, và không nghĩ nhớ rằng cái ngũ uẩn này nó đang bức bách để mà thoát ly sinh tử. Cho nên là trong kinh Đức Phật dạy là lúc nào cũng phải quán tưởng khi nhận tứ vật dụng, điều này rất là quan trọng. Tôi mới đọc cái này của Bhikkhu Bodhi á, thành ra tôi hơi ngạc nhiên cái điểm này thôi. Tôi có đọc cái quyển kinh mà cái quyển sách của cô Thanh đưa cho tôi á, thì có nói là phước đức mà cúng dường đi lên cứ hình như 10 lần một lần, cứ 10 lần tôi không nhớ, 10 lần hay 100 lần. 10 lần hả? 100 lần. Thì từ một người tỳ kheo thường lên đến nhất quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Rồi đến tới Đức Phật thì là nhiều như vậy rồi. Vậy mà cúng dường một Đức Phật
cái phước đức nó không bằng cúng dường chư tăng tăng đoàn. Rồi ngài Bhikkhu Bodhi lại còn kêu là cúng dường tăng đoàn không bằng chính mình, một người phải quy tam bảo, giữ năm giới và có tâm từ bi hỷ xả thì phước đức còn nhiều hơn cái chính một người đi cúng dường Đức Phật. Còn ngài Bhikkhu Bodhi còn viết rằng là cái quy tam bảo và giữ ngũ giới và có tâm từ đó vẫn còn thua cái phước đức của một người quán về tuệ, tức là phải quán về vô thường. Tức là tứ niệm xứ là quán vô thường, thấy không? Thành ra tôi suy nghĩ là dạo này tôi giúp đỡ, tôi làm việc với quý vị để mà cho mọi người được quán vô thường, như vậy là phước đức tôi rất nhiều, phải không? Một cách bất ngờ tôi không biết được mà tôi được hưởng. Quý vị thấy không? Tự nhiên tôi đọc cũng rất là mừng quá, Bhikkhu Bodhi biết phải ơ, mình đâu có ngờ đâu, mình làm tâm khi mà quán vô thường, quán tứ niệm xứ đó, là mình đi vào tuệ và bị giải thoát. Thì mới có phước đức nhiều hơn. Còn dù là cúng dường ngay như người phương chư Phật cũng vẫn là cái phước hữu lậu. Hữu lậu thôi. À, tại là cái tuệ vô lậu nó mới nhiều hơn. Vì thế cho nên ngài giảng rất kỹ về cái Katina đó. Cho nên tất cả những lúc nào dân y là con khuyên mọi người nên dân y. Thì lúc đó chỉ cúng dường một vị tăng mặt bằng, toàn thể vị tăng trên tam tiện tại tiện thế giới luôn. Mà cái lúc đó là đức mẹ đó, mẹ của ngài đó, làm một cái áo đẹp lắm. Toàn những chật châu gì ấy, cúng dường ngài, mà ngài nói cũng cúng dường chư tăng có phước thì hơn. Có đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên cái Katina rất là quan trọng, mọi người nên cúng đi dự cái lễ Katina. Dạ, sự thật cái lễ Katina các quý vị mà cúng dường trong cái buổi lễ quả phước rất là lớn và mau rõ. Tại vì có nhiều chư tăng hay sao? Dạ, nhiều cái công đức là trong ba tháng hạ. Nhưng mà mình sau 3 tháng hạ đúng rồi đó, 3 tháng hạ ha. Dạ, họ đã tu tập thanh tịnh, dạ, họ có sự tu tập, họ có giới. Dạ, và khi với cái người thiện tính mà phát cái tâm cúng dường như vậy, với tất cả cái lòng thành của mình, là cái tâm của người đó hỗ trợ cúng dường tứ vận dụng cho chư tăng. Và trong đó thì các vị có đọc chuyên môn, tuyên ngôn cũng như là hội họp tăng chúng trên cái một cái sima đó như vậy, thì làm cho thành một cái buổi lễ trang trọng. Và khi cái thí chủ mà họ được dân y chính thức lên đó, là cái suốt trong cái khoảng thời gian đó cái tâm thiện rất là mạnh và cái tâm hoan hỷ rất là nhiều. Rồi những cái người họ khổ đi theo đó, họ cũng cúng ít ít nhưng mà họ cũng hoan hỷ với cái việc phước như là làm cho nên cái quả phước rất rõ nha. Nhưng hồi nãy con cũng xin nói thêm về cái khoản mà khi mà thọ nhận một vị xuất gia đến nơi này, thọ nhận của thí chủ thì Đức Phật có nói bốn loại thọ dụng. Nhưng mà con nhớ cái nào thì con nói cái đó. Đức Phật nói thọ dụng giống như là người mắc nợ, thọ dụng giống như là người ăn cướp, thọ dụng giống như là người bạn, thọ dụng giống như là người chủ. Khi mình nhận của vật dụng, tứ vật dụng của thí chủ á, như thế nào là mình mắc nợ, tức là mình không có quán tưởng, và mình ăn của thí chủ mình không quán tưởng, mình không có như là niềm cái tâm của mình, mình buông không, mình làm mắc nợ. Còn nếu mà mình á, mình nhận của thí chủ bằng cái tâm tham, và cái tâm bất thiện, cái tâm muốn, thì đó là mình là cái hình thức người tu nhưng mà mình không có tu. Giống như mình là ăn cướp vậy, mình không có giới, không có hạnh. Còn nếu mà nhận giống như một người chủ, có một người chủ tức là người ấy có sự tu tập, có quan sát những cái của thí, vật thí, người thí, người ấy có chánh niệm rõ ràng, có hay biết, có tỉnh giác, có trí tuệ, thì người vị ấy là vị chủ. Mà thường thường đó là các bậc A-la-hán, các bậc ban ân và ban phước cho cái người thí. Dạ, con nhớ cái khoảng nên là thọ phải thọ dụng giống như là người chủ thì mới là tốt. Dạ, tôi kể chuyện về cái việc này là cách đây Phật Đản năm ngoái ở vùng này Mai Square Park á, tôi đến cái vùng cái họ tổ chức có hàng trăm vị tăng để mà cho mọi người đứng dọc bên lề đường ở chỗ Mai Square Park này. Chúng tôi đi thì mỗi người đó họ có một đồng thôi, tại vì có đến cả mấy trăm vị tăng ni lắm đó. Thành ra có người bỏ 25 sen là vì họ mấy chục phải chia ra 250 vị tăng ni đúng không ạ? Thì tôi đi buổi sáng như vậy đó thì tổ chức Pai Squad này đông lắm, có cả mấy trăm vị tăng ni.
thì cái điều tôi nhớ đó là có một cái, tôi không có quên được cái hình ảnh cái em bé mới có một vài tuổi, bà mẹ bà bế em bé lên, thì bà để em bé đó 25 cent để bỏ vô cái bình bát của tôi. Em bé là nhất định không bỏ. Bố mẹ kêu trời ơi, bỏ đi cho thầy được phước chứ, nhất định nó không bỏ, nó cứ giữ chặt, tôi kêu bỏ ra nó cũng không bỏ, bỏ nó cứ đứng mãi cản hết bao nhiêu người đường, nhất định nó không bỏ. Bố mẹ kêu 25 cent mà không bỏ, bỏ nó ra, nhất định nó không bỏ. Tôi biết tại sao tự nhiên đến tôi là mấy người khác nó bỏ cách còn lành, đến tôi nhất định không bỏ ra 25 cent. Mấy người trước nó bỏ 25 cent, đến tôi nhất định nó không bỏ, nó cứ giữ nhất định này.